đây nhá, cành hoa giấy sau mình để hơi lâu, để 2 tuần nó khô queo rồi. Đấy, nó khô queo, bây giờ mình tiến hành mình chiết nhá, chiết mình bó xem nào, xem nó có sống ok không. Đất ấy đấy nhá, đất đất từ dơm đấy. Đây, hôm nay là cái cành hoa giấy mình đã chiết cũng không biết được bao lâu rồi, chiết lâu lâu rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nhá. Đấy, nhìn này. Đấy, ủa dài lắm. Dài lắm này. Đấy, ủa. Nó cũng phải đến 6 7 mét. Cây này là làm cây hoa giấy ban công, có gác ban công chung cư cho một người bạn ở Hà Nội. Đi. Cái cây này mình đang thiết kế để gác ban công chung cư nhá. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Đấy, tay tán rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc bầu để mọi người xem nhá.
quay lại trụ dâm này. Lên dâm đi dâm đi. Đây nha, mình sẽ tiến hành bóc cái bầu nhé. Chiết rất thủ công, chiết bằng đất thôi. Bằng đất thôi. Nhưng có dễ không? À, có dễ. Đây nha. Danh ra. Trẻ con đi ra, bảo thằng cu đi ra đi. Úi dồi ôi, nhiều dễ luôn. Dừng 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 tivi. Okay. Úi dồi ôi. Này mọi người nhìn này. Úi dễ xin nhiều luôn. Kìa. Quay sát vào đây cho. Quay sát để bóc bóc. Úi dồi. Nhìn cho gì cho rõ dễ nhá. Úi dồi này dễ này. Úi tiếc quá. Tiếc quá nó dính vào bầu. Úi dồi. Dễ siêu nhiều luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Nào. Nào. Nào siêu nhiều luôn nhá. Thấy chưa? Dễ này, tuyệt vời chưa? Úi giời. Nó sống nó tư do. Sống nhanh nhở thôi. Nhiều chưa? Đấy. Đấy. Chiết bằng đất đây các bà con ạ. Thấy chưa? Chiết cây bằng đất đấy. Bây giờ có thể cắt bớt cái này đầu rễ này. Đầu rễ này. Wow. Đó, mọi người thấy chưa, đẹp chưa? Đó. Dễ già này sống 100% luôn. Đấy, cành hoa giấy của mình chiết này. Thấy chưa? Quá siêu luôn. Đấy, cành hoa giấy chiết nha, hơi bị nhiều rễ mà con bà con nhá. Thấy chưa? Bà con thấy dễ chưa? Dễ hơi nhiều. Dễ nhiều và đẹp phê luôn. Đấy nha. Đấy, đây nhá. Sau khi mình tháo bờ ra, bắt đầu mình dâm vào nhé. Dâm vào cái chậu này, chậu bé thôi. Dâm này buộc cố định cho nó ra dễ cho nó khỏe. Thực ra là nếu mà trồng luôn được thì càng tốt. Đấy. Chưa trồng luôn được là lại dâm cũng được. Dâm thì nó cũng là có cơ hội cho chậu cây nhá. Sẽ phát triển tốt hơn. Không ngờ chiết được bộ rễ lên khỏe mạnh như thế. Chiết một cành phát được luôn. Cành cao đến tận 7 mét. Cắt bỏ bớt. Chưa. Đấy, mình phải dâm vào cái gốc cây bưởi. Đấy, cái ngọn nó kìa. Ngọn nó đấy. Đấy. Mình phải dâm vào gốc cây bưởi và buộc cố định nhé. Đây, các bạn nhìn, buộc dây cố định luôn. Dây cố định luôn. 3 điểm dây này. Để cho nó không xê dịch. Thì nó mới không bị ảnh hưởng đến rễ. Video mang tính chất giải trí, các bạn xem để ủng hộ kênh của mình nhá. Xin cảm ơn nhiều.